Domino về rồi đấy ạ. Nhiều bạn mua thì cũng thắc mắc về sản phẩm bên mình, thì mình hôm nay về thì mình quay trực tiếp. Đợt này là hàng về đợt cuối rồi nhá, trước Tết nên là không còn nhiều lắm. Nên bạn nào muốn mua làm quà cho con hoặc là quà Tết để tặng các bé thì rất là ý nghĩa nhá. Đây mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Màu sắc rất là tươi, màu vàng này, màu cam. Nhiều bạn cũng thắc mắc kích thước thì mình đặt lên tay như thế này cho các bạn dễ hình dung nhé. Đây, kích thước như thế này. Hàng Việt Nam nhá. Mùi gỗ, thơm mùi gỗ luôn. Không độc hại, gỗ sấy. Đây. Được khoảng 120 quân cho một bộ combo này với 10 màu khác nhau, thì màu tùy ý này. Ví dụ như cái bộ này có màu trắng, bộ này thì lại không có màu trắng nhưng vẫn đảm bảo đủ 10 màu cho các bạn nhé. Với 120 quân thì con có thể chơi được rồi. Hoặc là bạn nào muốn cho con xếp được hình nhiều domino hơn ấy, nhiều để hơn thì các bạn có thể mua hai bộ nhé. Mua một bộ thì giá là 120.000. Mua hai bộ, mua 3 bộ trở lên, 3 từ 3 đến 9 bộ thì sẽ có giá là 100.000 một bộ. Còn mua số lượng trên 10 bộ thì sẽ có giá 90.000, và mua nhiều hơn thì các bạn vui lòng inbox shop để lấy được giá tốt nhất nhé. Cách chơi domino thì khá là đơn giản, và các bạn có thể xem trên YouTube nhé. Rất là thơm mùi gỗ luôn và cũng dễ chơi. Đây mình chơi xem lại kích thước, các bạn có thể kích thước bằng ngón tay út như thế này này thì có thể hình dung ra kích thước nhé. Đây mình zoom gần vào cho các bạn nhìn. Đây một quân nó sẽ có hình dạng như thế này. Đây là màu xanh này, màu sắc rất là tươi. Thực ra là mình quay vào buổi chiều muộn nên là cái nước quay nó không được đẹp lắm. Đây, một bộ sẽ như thế này. Ở đóng gói. Mỗi màu là 12 quân nha. Nên một bộ sẽ là 120 quân. Bạn đặt hàng thì vui lòng inbox cho mình nhá, mình sẽ ship cho các bạn. Khối lượng thì sẽ phí ship thì sẽ tùy thuộc vào cân nặng. Nếu như các bạn không ở Hà Nội, phí ship ở Hà Nội thì sẽ tính từ khoảng 15 đến 20 đến 40 nghìn tùy vào khoảng cách nhá. Còn nếu như ở xa thì shop sẽ hỗ trợ phí ship nếu mà mua nhiều. Còn mua muốn ship trong thành phố Hồ Chí Minh mà mua từ 1 đến 2 bộ thì giá ship cũng không cao lắm đâu, tầm khoảng 30 đến 40 nghìn thôi. Một bộ domino này nặng là 0,5 kg nhé. Các bạn mà muốn check giá ship thì có thể lên cước IMS để check, bên mình gửi chuyển phát nhanh ở bên IMS nhé. Xin chào.